Bóng Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Auto. Và hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi lại tiếp tục giới thiệu với quý vị các bạn một mẫu xe mới nhập về cửa hàng. Đó là mẫu Toyota Vios bản E, sản xuất năm 2018, một chủ zin từ đầu, biển số 34A24747. Xe rất là đẹp luôn quý vị nhé. Mẫu xe form mới, kiểu dáng mới, đẹp. Nguyên body nguyên bản theo xe, chưa có một chỉnh sửa gì cả. Xe không đâm đụng ngập nước. Vâng, xe sử dụng máy xăng và số sàn. Hạn đăng kiểm thì còn rất là dài, đến tháng 1 năm 2021 quý vị nhé. Vành na răng nguyên bản theo xe luôn, 8 chấu. Phanh ABS 2 đằng trước và phanh tang đằng sau. Xi nhan thì kết hợp trên tay gương, rất là đẹp. Tay nắm cửa được mạ chrome nguyên bản của nhà sản xuất. Lốp thì vẫn còn rất là mới. Đây quý vị các bạn có thể nhìn. Và sử dụng 4 bánh là đun lốp nhá. Bên trong thì phần cua lốp thì vẫn còn rất là mới ạ. Và rất là đẹp luôn. Chiếc xe chưa có chỉnh sửa đâm đụng gì cả. Và một chiếc Toyota Vios bản E, sản xuất năm 2018, ngoại quan rất là đẹp. Và con xe này thì lượng tiêu thụ nhiên liệu là trung bình 5,4 lít thì là đối với đường ngoài đô thị, và 7,9 lít đối với đường trong đô thị. Trung bình là 6,3 lít trên 100 km. Một mức tiêu thụ rất là tốt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi về nội thất chiếc xe này. Gương kính chỉnh điện, xi nhan kết hợp trên gương. Keo chỉ thì nguyên zin rồi, tôi không cần phải giới thiệu nhiều. Nội thất thì là bọc trên này thì là nhựa giả da, còn phần dưới thì là đây là da, rất là đẹp. Đấy, quý vị có thể nhìn, à nhựa. Còn đây các nút bấm thì rất là mới luôn nhé quý vị nhé. Nút bấm mới tinh luôn ạ. Vâng, các nút vẫn còn rất là mới, chủ nhân sử dụng rất là giữ gìn luôn. Vâng, các cái phần khóa thì ốc nguyên bản luôn nhé, không có dấu hiệu gì là biến dạng cong vênh. Vâng, cũ tháo mở. Vâng, keo chỉ nguyên zin, chủ nhân bán lại do là nâng đời lên một chiếc xe mới. Và còn đây là không gian nội thất của không gian lái của chiếc xe, rất là đẹp luôn ạ. Gương kính chỉnh điện đây quý vị nhìn nhé. Bản lề cánh cửa sau, mọi người có thể nhìn, bản lề rất là đẹp và mới nguyên. Con xe này sản xuất tại Việt Nam quý vị nhé. Một thương hiệu đến từ Nhật ạ. Rất là đẹp. Nội thất ghế da trần nỉ nguyên bản theo xe nhé, vẫn còn logo của chữ xe này. Vâng, và xe thì có trang bị cả túi khí nhé quý vị nhé. Quý vị các bạn rất là yên tâm, túi khí vẫn còn nguyên. Vâng, đây là thanh chốt cài cửa xe. Đây là không gian cốp đằng sau, rất là rộng rãi luôn. Đấy, cực kỳ rộng rãi, chở được rất nhiều đồ ạ. Một số mẫu sedan hạng trung ạ. Vâng, rất là đẹp. Keo chỉ thì ok rồi, tôi không phải giới thiệu thêm. Còn đâu táp lô thì vẫn ok luôn, rất là mới. Chốt cửa vẫn còn rất mới, quý vị nhìn nhé. Và dây đeo an toàn luôn, cả ghế sau luôn ạ, rất là an toàn. Chiếc xe được trang bị rất nhiều tính năng an toàn như những mẫu sedan hạng sang luôn ạ. Và điều hòa điều chỉnh tất cả các cái cụm đồng hồ này. Và trên màn hình thì có cả gắn sẵn cái màn hình cam lùi cam hành trình luôn nhé. Cần số rất là mới luôn ạ. Chủ nhân sử dụng rất là ít nên là cần số vẫn còn rất là mới. Đấy, quý vị các bạn có thể nhìn ngoại quan ok luôn.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần khoang lái nhé. Đây thưa quý vị các bạn, đây chính là khoang lái của chiếc xe này. Khoang lái rất là rộng rãi, đẹp đẽ. Nội thất thì làm bằng da. Và phần táp lô thì rất là mới luôn ạ. Ngoại quan ok. Và bây giờ thì mọi người có thể nhìn từ vị trí người lái thì tất cả các thông số đồng hồ hiển thị rất là ok. Bây giờ tôi sẽ mở cái đồng hồ lên để cho mọi người xem các chức năng nhé. Đấy, đồng hồ hiển thị rất là ok. Tất cả những cái chức năng của xe rất là rõ ràng, đều hiển thị rất là tốt. Ở đây thì báo là xe đi được 1.200.000 cây thôi. 1.000.000 đấy, và mọi người có thể nhìn xe rất là mới luôn. Mới chủ nhân mới đi được có 1 năm thì là bán lại. Vì lý do là lên đời xe mới ạ. Rất là đẹp. Màn hình cam lùi đàng hoàng nhé quý vị nhé.